Sau trận đấu gặp Liverpool, có lẽ người hâm mộ Chelsea sẽ phải ngã ngẩm với màn trình diễn không thể buồn ngủ hơn của đội nhà. Nếu nhìn vào những thông số, có lẽ người hâm mộ của Chelsea sẽ còn ngào ngán hơn. Theo thống kê ở trận đấu đó, Chelsea đã tung ra tổng cộng 12 cú sút, tức nhiều hơn tới 5 cú sút so với 7 của Liverpool. Thế nhưng, chỉ 3 trong số 12 cú sút này đi trúng đích. Một con số đã thể hiện hết những gì tệ hại của hàng công đội chủ sân Stamford Bridge vào lúc này. 3 năm trước, ở giai đoạn mà Covid-19 đang hoành hành, khiến nhiều giải đấu hàng đầu châu Âu phải gián đoạn, Chelsea đã nhanh chóng thực hiện vài sự thay đổi nhân sự, trong đó nhiều nhất là mặt trận tấn công. Lần lượt Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech được đem về. Tiếp đó là Romelu Lukaku. Những hy vọng về một cuộc chinh phạt với nền tảng là danh hiệu Champions League đạt được trong mùa giải 2020-2021 bắt đầu được nhen nhóm ở thượng tầng Stamford Bridge. Vậy là sau 3 năm, Chelsea nhận được gì từ những bản hợp đồng trên? Câu trả lời, không gì cả. Timo Werner, sau khi không thể tìm được chỗ đứng của mình tại Stamford Bridge, đã được gửi trả thẳng về địa phương Leipzig, nơi mà anh đã có được 7 bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 20 trận đấu. Tức là chỉ còn 4 bàn nữa là Werner sẽ vượt qua tổng số bàn thắng mà anh ghi được trong suốt 2 mùa giải chơi cho Chelsea. Một minh chứng cho thấy, những áp lực của một bản hợp đồng triệu bảng ở Stamford Bridge ảnh hưởng nặng nề lên tâm lý của tiền đạo người Đức như thế nào. Còn với Kai Havertz, sau khoảnh khắc sốt thần khi người ta nhớ đến Fernando Torres ngày nào trong trận bán kết lượt về tại Camp Nou gặp Barcelona, thì giờ đây anh cũng chẳng hơn được người đồng hương là bao, thậm chí còn tệ hơn cả Werner. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Kai Havertz vẫn chỉ có được vỏn vẹn 7 bàn và 1 kiến tạo sau 28 lần ra sân. Với trường hợp của Hakim Ziyech, một thứ còn tệ hơn, anh vẫn chưa ghi được một bàn nào sau 13 lần ra sân. Dù vậy, cầu thủ người Maroc vẫn có được chút ít an ủi khi ở kỳ World Cup vào tháng 11 năm ngoái, anh cùng với đội tuyển quê hương vào đến bán kết. Những cái tên kể trên vẫn không thể bằng với trường hợp của Romelu Lukaku. Người ban đầu cũng chứng minh được bản thân sau màn trình diễn tuyệt vời ở trận gặp Arsenal đầu mùa. Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn có phần tự hủy với Sky, Romelu Lukaku đã phải khăn gói rời Stamford Bridge trở về lại với Inter theo trận chơi mượn. Một bước lùi thực sự trong sự nghiệp vốn đã rất long đong của tiền đạo người Bỉ. Những khuôn mặt thân quen đã tệ, những khuôn mặt mới đến cũng tệ không kém. Mikhailo Modric cũng từng được quảng bá như một hiện tượng mới của bóng đá Ukraine, đặc biệt là sau màn tỏa sáng của anh trong màu áo Shakhtar Donetsk ở đấu trường Champions League mùa này. Thế nhưng, khi chuyển đến nước Anh, Catrup Blues lại ngán ngẩm khi Modric phải đối diện với một thực tế có phần tàn nhẫn. Premier League khắc nghiệt và khó nuốt hơn quê nhà Ukraine nhiều. Khi Chelsea rơi xuống vị trí thứ 11 của một hàng công tệ hại với chỉ 26 bàn thắng, dù tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của họ là hơn 36 bàn, người ta bắt đầu tìm một người để đổ lỗi. Đương nhiên, Graham Potter sẽ là một con dê tế thần. Họ xem lối chơi của huấn luyện viên người Anh, cùng với đó là phong cách có phần kín tiếng và hiền hòa của ông, không phù hợp với triết lý của Chelsea, một đội bóng xù xì, gai góc nhưng đầy bản lĩnh. Thêm vào đó, trái tim của Catrup Blues vẫn còn thương nhớ một Thomas Tuchel luôn thúc giục các học trò đến khàn cả họng, máu lửa tới mức sẵn sàng gây hấn với Antonio Conte, một người cũng máu chiến không kém. Sau khi đã đổ lỗi cho Graham Potter, họ lại tiếp tục đổ lỗi cho giới chủ Mỹ, những người chỉ được xem là kẻ thay thế chứ không thực sự yêu thương Chelsea đến đứt gan đứt ruột như Abramovich. Graham Potter đã rời Stamford Bridge, nhưng Chelsea tệ thì vẫn hoàn tệ. Chúng ta thấy rõ điều đó qua trận đấu bạc nhược trước Liverpool. Một người cùng khổ như đội chủ sân Stamford Bridge. Có lẽ sau trận đấu này, người hâm mộ Chelsea sẽ dần nhận ra rằng Graham Potter không hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến sự tệ hại này của Chelsea, mà nó nằm ở rất nhiều những lý do khác nhau. Một trong số đó chính là việc Chelsea không có được một bộ khung và một triết lý thi đấu ổn định, vốn xuất phát từ chính cái văn hóa sa thải lạnh lùng của Roman Abramovich. Không thể phủ nhận tình yêu của Abramovich dành cho Chelsea, một lần nữa phải khẳng định như thế. Nhưng cũng như một người cha nuông chiều của con gái rượu của mình, Abramovich góp phần tạo nên cái văn hóa thắng sổi một cách nông cạn nơi đội chủ sân Stamford Bridge. Đúng là Chelsea vẫn giành được những danh hiệu trong suốt 4 năm trở lại đây, trong đó có một danh hiệu Europa League dưới thời Sarri và một Champions League dưới thời Tuchel. Nhưng phần nhiều, những danh hiệu đó tới từ việc Chelsea là một đội bóng khó nắm bắt hơn, là do họ thực sự có một lối chơi mạch lạc và một triết lý bóng đá bất khả chiến bại như Man City của Pep. Nói một cách hề hước, Chelsea là một đội bóng kết hợp giữa tâm linh và tinh thần.
Một lý do khác cũng khiến Chelsea không thể có được một hàng tiền đạo hiệu quả. Trớ trêu thay, lại xuất phát từ việc họ tập trung quá nhiều vào hàng tiền đạo. Thêm vào đó, thay vì tập trung vào những cầu thủ đã được chứng minh qua thời gian, như trường hợp của Erling Haaland, chân sân bàn số 1 của Man City thời điểm hiện tại, Chelsea lại tập trung quá nhiều vào những tiền đạo đắt giá, nhưng vẫn còn thuộc dạng tiềm năng. Và cũng vì thế mà họ gần như bỏ quên mất hai tuyến cũng quan trọng không kém, đó là tiền vệ và hậu vệ. Hậu quả của cách mua sắm lệch pha này của Chelsea, đó chính là mùa này họ đã bị thủng lưới tới 30 bàn. Nếu không có tài năng của Thiago Silva ở giai đoạn đầu mùa, có lẽ Chelsea lại thủng lưới nhiều hơn con số 30 này. Một điều khác cũng khiến Chelsea gặp khó, đó là việc Antonio Rudiger rời đi vào cuối mùa trước. Một mất mát còn tệ hơn cả việc họ bán Eden Hazard cho Real Madrid. Có thể thấy rõ, việc thiếu đi một tiền đạo thực sự đẳng cấp đã làm hại Chelsea như thế nào. Nhưng cũng thật khó trách được The Blues. Họ vừa trải qua một cuộc khủng hoảng mang đầy màu sắc chính trực mà chẳng ai nghĩ rằng có thể xảy ra. Họ vừa phải xây dựng lại một thứ từ con số 0 với một ông chủ vẫn còn xa lạ với họ. Vì vậy rất có thể ở mùa sau, các The Blues sẽ phải rời xa sân khấu châu Âu như cách họ từng gặp phải ở mùa 26-27. Mùa giải mà Chelsea đã không thể tham dự bất cứ một đấu trường châu Âu nào sau khi kết thúc ở vị trí thứ 10 vào cuối mùa giải. Không được chơi tại châu Âu, đó chắc chắn là một điều tệ hại với Chelsea. Nếu biết rõ sai lầm của mình nằm ở đâu, Chelsea sẽ nhanh chóng tìm lại bản thân mình như cách họ từng làm được. Nên nhớ, trong mùa 26-27 đó, Chelsea giành được danh hiệu Premier League với thành tích 30 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua, ghi tới 85 bàn và chỉ lọt nữa có 33 bàn. Một minh chứng cho thấy, khi tập trung vào một đấu trường duy nhất, Chelsea sẽ làm tốt như thế nào với những gì họ đang có. Con đường nào cũng lắm gian truân và trở ngại, nhất là với một đội bóng đang xây dựng lại từ đầu như Chelsea. Tuy nhiên, mọi trở ngại đều đã được dẹp bỏ nếu xác định rõ được vị trí của mình đang ở đâu vào lúc này. Cùng với đó là việc xác lập một bộ khung đội hình cũng như chiến thuật đường dài, thứ mà Chelsea đã thiếu từ rất lâu. Nếu có thể làm được hai điều này, chắc chắn The Blues sẽ không còn phải lo quá nhiều về vấn đề tiền đạo. Điều vẫn luôn ám ảnh họ trong suốt 3 năm trở lại đây, bất chấp họ đã đổ hàng trăm triệu bảng cho thị trường chuyển nhượng.